vượt ngay nhưng mà tôi lại sợ qua mắt thế lại thay gấp. Lúc đấy là đường nọ đầu tiên là với xe với nộ ngã, tức là đi xe lít thì bánh nhỏ, đi xe lít mà thay nhỏ số là rất hay ngã. Ngã xe máy, trời mưa, đường phố bị trơn, mình đi xe lít nhanh hơn mọi ngày. Nhìn đèn đỏ bóp quanh ngay, không ngờ bánh nhỏ xe quay một vòng. Mình bay tư thế người công. Lao cù xuống đất một vòng rất lâu. May mà mình kịp chụp đầu. Chụp đầu một điên mẹ luôn. Chân tay trên đất có màu màu tươi. To mắt nhìn khắp người xung quanh chia sẻ thêm lời động viên. Rất may sư thịt vẫn liền. Rất may sư thịt vẫn liền. Tức là không thì gây xương ấy. Rách ra đầu gối không phiền một ai. Mình nổ máy vội đi ngay. Ngã xe nhưng lại gặp mày rất nhiều.